Hello cả nhà, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Dùng Vlog. Thì cả nhà coi như là hôm nay mà là mình có mặt ở cái khu nghĩa địa mà của nơi mà em Tâm, khu nghĩa địa chung các em Tâm ở cả nhà. Thì hôm nay mình đi lên đây, mình sẽ vào quay ban đêm cả nhà, rồi xong mình sẽ đặt camera vào ngôi mộ của em Tâm coi như thế nào cả nhà. Thì bây giờ mình cũng mới lên tới trên này, mình cũng chưa có biết khung cảnh ở trong như thế nào hết. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào trong đó cả nhà. Thì bây giờ mình đi vào cả nhà ơi. Thì hôm nay trời gió khá là lớn cả nhà. Ở trên cái cây thốt nốt này nó kêu xào xạc luôn nè. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình vào trong này cả nhà. Thì cái ngôi mộ trong này thì mình thấy cũng khá là nhiều. Gì kêu ta, biết ngôi mộ nào đây. À, thì đây là ngôi mộ của em Tâm này cả nhà. Cái này là chuẩn bị coi như là cái dạp này để nghe. Ngày mai chắc ngày mai là đám 49 ngày của em Tâm đó cả nhà. Cho nên chắc có lẽ làm cái dạp này treo ở đây để ngày mai che hay sao. Thì ngôi mộ đã như coi như dán gạch xong thì cũng rất là đẹp đó nha. Thì ok, chắc có lẽ bây giờ mình sẽ tạm ngưng camera đây ở đây cả nhà, để mình tìm cái góc nào đó mình đặt máy quay cả nhà. Thì cả nhà ơi, coi như là nãy giờ mình đã chuẩn bị coi như là đèn cầy với lại nhang cả nhà, mà mình không biết là hôm nay mình có đốt đèn cầy được hay không. Thì mình thấy gió rất là lớn thì mình cứ đốt đi, nếu mà đèn cầy có tắt thì mình cũng có để cái đèn led ở đây này cả nhà. Thì để mình xem thử coi nơi ngôi mộ của em Tâm có hiện tượng gì, hay là em Tâm còn ở đây, hay là em Tâm đã về nhà như cả nhà. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đến đó để mình đốt đèn cầy và đốt hương cả nhà.
Thì mình thấy cái độ sáng cũng khá là ok cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cả nhà. Còn gió thì tắt cậy không thì mình cũng không biết nữa. Thì nói chung thì mình sẽ ra ngoài này, mình ngồi ngoài xe này cả nhà. Giờ mình sẽ tắt camera này chuyển quanh cả nhà.
Giờ mình ngồi đây cũng khá là lâu cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ thở vào cho nó. Thì ở đây hôm nay nói chung cái khu nguyên địa này nó sát với chân núi cả nhà. Thì gió rất là lớn. Bây giờ mình đã tới cả nhà. Thì nãy giờ mình ở ngoài kia cả nhà, mình cũng không biết trong này nó có hiện tượng gì hay không. Thì mình vào thì mình thấy đàn cầy coi như là gió đã thổi tắt hết rồi. Ở nhà xem đàn cầy 4 cây mà gió thổi tắt hết rồi, không còn cây nào trái luôn cả nhà. Thì cảnh xung quanh đây thì mình cũng thấy cũng không có gì hết cả nhà. Gió rất là lớn, cây quạt.
Thì cả nhà coi như nếu mà cả nhà xem cả nhà có thấy hiện tượng nào đó thì cả nhà hãy comment bên dưới. Và cả nhà nhớ ủng hộ kênh mình, đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ kết thúc clip đây. Mình chúc cả nhà có một ngày an lành và hạnh phúc. Và chào tạm biệt cả nhà.